Cô uống nước đi cô. Ủa, hai đứa lấy tiền rồi sao không đi đi? Đứng đi làm gì? Hả? Đi đi! Hai người biết không? Hai người quá đáng lắm luôn á. Thật ra hả, cô không có trúng số gì hết á. Tất cả mọi chuyện này á là do em bày ra. Em nói cô trúng số để hai người về quê ăn Tết với cô nè. Mấy năm nay rồi, mọi người không có về quê với cô. Đã vậy hả, những lúc bệnh á, có một mình cô à, không ai chăm sóc hết á. Lúc nhỏ hai người bệnh á, một mình cô á, chăm lo biết đến chừng nào. Riết rồi em biết á, hai người có xứng đáng cái đạo làm con không nữa. Tao không ngờ cái đồng tiền á làm sức hút tụi bay đến mức độ đó. Tụi bay á đi miên miết bao nhiêu năm trời á, tụi bay không bao giờ nhớ đến tao. Nhưng mà tụi bay nghe là tao trúng số rồi, tụi bay lật đật đi về đấy thăm tao. Thăm tao hay là thăm tiền? Tao, để tao nói hết. Con Giang á, nó là người hàng xóm. Nó không phải là con ruột tao, mà nó lo cho tao còn như mẹ đẻ. Còn tụi bay là đứa con mà đứa ruột tao đẻ ra mà. Tại sao tụi bay đối xử với tao như vậy hả? Tao uổng lắm, uổng cái công tao lo cho tụi bay. Nhận tiền rồi đi đi. Đi đi đi, con bắt tao đi. Mẹ ơi, bọn con sai rồi.